Còn lại vào ngày thứ bảy thì chúng ta ngồi lại tổng kết xem là trong một tuần vừa qua mình đã ứng dụng được cái gì, trong một tuần vừa qua là mình đã thành công cái điều gì rồi, và nếu mà kết quả nó đang đi theo cái hướng tuyệt vời như mình mong muốn, tiếp tục phát huy đúng không ạ, tiếp tục hành động mạnh mẽ và phát huy cái điều đó. Nếu mà kết quả mà nó chưa như ý của mình thì mình xem lại mình có đang làm cái điều gì nó chưa có khớp không, mình có đang chưa đủ kỷ luật không, hoặc là mình có đang hiểu đúng những cái giá trị và cái kiến thức mà mình nhận không. Tại sao mà tất cả các anh chị họ thu hút tiền cực đỉnh, có người thì hút vài trăm triệu, có người thì hút vài chục triệu, có người thì hút vài triệu, có người thì chả hút được cái đồng nào cả. Vậy nếu như mà chúng ta đang chưa có kết quả hoặc là chưa ra được cái kết quả như mình mong muốn thì các anh chị ngồi xuống, mình cần phải hoàn thiện thêm điều gì, mình cần phải học và phát triển thêm điều gì nữa để mà mình có được kết quả như mình mong muốn, được không các anh chị ơi? Ok không ạ? À? Bây giờ anh chị ngày hôm nay chúng ta nhìn lại xem một tuần vừa qua các anh chị đang rất là hiệu quả, hay là các anh chị cảm thấy sao mình chưa hiểu cái gì hết trơn, sao mình chưa ứng dụng được cái gì hết ạ? À, anh chị nào mà cảm thấy mình chưa ứng dụng được, các anh chị nào cảm thấy là mình đang ứng dụng được rất là tốt rồi và đang có kết quả tuyệt vời như ý của mình thì comment số 1. Anh chị nào mà chúng ta cảm thấy ui sao người ta ứng dụng được mà mình chưa ứng dụng được bao nhiêu cả, mình không biết mình ứng dụng kiểu gì thì comment số 2. Những anh chị đang theo dõi livestream chúng ta cũng có thể tương tác vào comment ha. Có nhiều anh chị đang comment số 2. Có nghĩa là các anh chị không có nhìn thấy được cái thành công nào của mình cả. Có nghĩa là các anh chị đang không có công nhận sự cố gắng nỗ lực của mình luôn. Chúng ta cảm thấy rằng mình không có thấy được cái giá trị gì của mình luôn. Tại vì các anh chị đang phủ nhận những cái công sức, những cái mà các anh chị đang phát triển mỗi ngày. Và Phương biết rằng nếu anh chị đang comment số 2 có nghĩa anh chị đang bị gọi là anh chị cái kiểu như mà nỗ lực nghịch đảo, cố gắng nhiều quá, hy vọng nhiều quá, kỳ vọng nhiều quá, kỳ vọng vượt xa hơn cái sự cố gắng của ta anh chị, đúng không các anh chị? Em bây giờ mình ngồi lại mình xem thử là những cái người mà họ đã đạt được kết quả họ ứng dụng sao để cho họ đạt được cái mục tiêu, và trong những cái ngày cuối tuần á thường thì các anh chị sẽ nghe rất là nhiều những câu chuyện thành công, và cái việc của các anh chị đó là gì ạ? Đầu tiên là để mà các anh chị, bao nhiêu anh chị cũng ra quyết định là mình phải ứng dụng tuyệt vời cái bộ công thức này, và để mà chúng ta có một cái cuộc sống như mình mong muốn và để mà mình có gia tăng được cái dòng thu nhập của mình lên. À, Phương thì nhờ cái bộ công thức của câu lạc bộ các anh chị, Phương rất là hạnh phúc luôn. Hạnh phúc mỗi ngày. Và sáng sớm nay là mình đã thấy mình rất là may mắn rồi. Tại sao mình có thể có được một cái công việc nó tuyệt vời đến như vậy? Mình rất là dư dả thời gian. Mình làm bất kỳ cái điều gì mà mình muốn. Và hơn nữa là mình nhận rất là nhiều những cái tình yêu thương của rất là nhiều người xa lạ. Tới họ đều chúc mừng và cảm ơn mình mỗi ngày. Thì cái điều này làm động lực cho Phương thức giấc mỗi buổi sáng các anh chị. Và buổi sáng Phương cũng giống như các anh chị thôi, cũng ham ngủ đúng không ạ? Cũng rất là thích ngủ các anh chị. Có bao nhiêu anh chị như vậy không? Sáng dậy là ồn mãi mãi mới ngồi dậy được. Phương cũng là giống như các anh chị thôi, Phương cũng là một con người. À, tối Phương cũng đi ngủ chưa có được sớm. Và sáng thức dậy Phương cũng rất là muốn ngủ các anh chị. Và khi mà bắt đầu sao ạ? Khi mà tỉnh giấc hoặc là đồng hồ báo thức thì sao ạ? Mình cũng ẻo lên ẻo xuống chứ. Nhưng mà Phương nghĩ rằng là như thế này nè. Mình cũng một ngày hoặc là mình cũng đang còn rất là trẻ. Nếu mình chỉ có ngủ thôi mà mình không tạo ra cái giá trị gì á thì mình cảm thấy cái ngày hôm đó nó thật là hoang phí. Và mình thức dậy không chỉ mỗi một mình mà mình còn có rất là nhiều những cái người đang chờ mình. Hôm nào mà dậy chưa trễ, chưa sớm một vài phút á
là có rất là nhiều các anh chị đang đợi chờ mình, đợi mình mở Zoom, đợi mình ngồi dậy với các anh chị. Mình đã nhận sứ mệnh là mình giúp đỡ cho rất là nhiều người, đúng không ạ? Nên là sao mình không thể nào mà mình vì cái sự lười nhác, vì cái sự trì trệ của mình mà mình thất hứa với rất là nhiều người. Nên là Phương rất là yêu quý tất cả các anh chị ở đây. Mỗi buổi sáng đều rất là trân quý cho tất cả các anh chị, bởi vì các anh chị cũng là cái động lực để cho Phương phát triển mỗi ngày, để cho Phương học tập mỗi ngày, các anh chị, để Phương đọc sách mỗi ngày. Bao nhiêu anh chị cũng thấy mình còn có một cái nguồn động lực ạ. Và may quá các anh chị, vũ trụ luôn trả ơn xứng đáng ạ. Tại vì khi mà Phương phát triển mỗi ngày á, trí tuệ Phương gia tăng và Phương có nhiều chiến lược hơn để Phương phát triển kinh doanh. Và khi mà có nhiều chiến lược hơn phát triển kinh doanh thì dòng tiền liên tục gia tăng các anh chị. Cái dòng thu nhập thụ động của Phương liên tục gia tăng. Trong tháng vừa rồi cũng tăng lên được gần gấp đôi thu nhập thụ động các anh chị. Mỗi tháng đều gia tăng. Và này là 9 con số đúng không ạ? Và Phương cũng phát triển như các anh chị vậy đó. Cũng từng bước, cũng từng bước. Và Phương thì tập trung vào phát triển dòng thu nhập thụ động. Bởi vì là từ khi mà Phương phát hiện ra cái điều này, Phương cảm thấy nó rất là tuyệt vời. Giống như cái chương trình Zoom buổi tối, Chủ tịch Trần Vy chia sẻ. Ngày xưa thì không biết về cái điều này. Nhưng mà từ khi học những cái kiến thức của câu lạc bộ và rất là nhiều anh chị doanh nhân chia sẻ, thì ngày càng tập trung vào phát triển dòng thu nhập thụ động. Có nhiều anh chị đang có dòng thu nhập thụ động. Comment tôi cho Phương thấy. Rồi, tuyệt vời quá. Toàn là doanh nhân ở phía trước không các anh chị? Tại vì sao các anh chị? Tại vì là có những lúc mà mình cũng phải đi chơi chứ. Có những lúc mình phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng mà mình tập trung tâm trí của mình vào đâu thì cái điều đó phát triển các anh chị. Nên là thay vì bây giờ các anh chị chỉ cố gắng là phát triển dòng thu nhập thôi, thì giờ thêm từ nữa, đó là phát triển dòng thu nhập thụ động. Có nhiều anh chị là mong muốn phát triển dòng thu nhập thụ động 9 con số mỗi tháng rồi. Và ngày càng gia tăng luôn. Để ngay bây giờ, ngay lúc này các anh chị viết xuống cái quyết định của mình. Và Phương làm theo cái công thức y chang như những gì mà câu lạc bộ chia sẻ. Thứ nhất là bước đầu tiên đó là cái gì ạ? Tất nhiên là rất là nhiều anh chị lúc nãy comment tôi á, là tí nữa Phương sẽ mời lên đây chia sẻ, các anh chị cùng nhau chia sẻ cái cách mà các anh chị phát triển cái dòng tiền và dòng thu nhập thụ động như thế nào. Cái bước đầu tiên đó là gì các anh chị? Bước đầu tiên quan trọng nhất đó là phải có một cái mục tiêu. Có một cái mục tiêu cụ thể, chính xác, rõ ràng. Và một cái mục tiêu đó phải thực sự là cái khao khát cháy bỏng của các anh chị. Các anh chị ghi xuống thử xem mình có đang có trong các bước này không nha. Mình có lỡ một cái nhịp nào không, hoặc mình có thiếu cái nhịp nào không. Tại vì Phương cứ ứng dụng y chang cái công thức này ngày qua ngày. Và ngày xưa thì thu nhập thụ động thì từ những cái con số nhỏ nhỏ, 2 triệu, 5 triệu lên 10 triệu, đúng không ạ? 20, 50% và hơn con số đó nữa. Và sau khi mà mình đã ở một cái con số nhất định rồi đó các anh chị, cái con số mà mình mơ ước rồi và tiếp tục mình duy trì và phát triển, thì đó là cái bước đầu tiên, là phải ra cái gọi là tiêu chuẩn sống của mình, tiêu chuẩn sống, tiêu chuẩn cho một cái công việc. Đã, các anh chị ra quyết định cho mình chưa ạ? Ra quyết định con số xác định cho mình chưa? Các anh chị muốn tạo ra dòng thu nhập thụ động là bao nhiêu một tháng? Ra mục tiêu trước. Và phải là cái sự khao khát của các anh chị nha. Chứ không phải là cái điều các anh chị muốn, mà nó là một cái sự khao khát luôn.
Viết con số đi các anh chị. Nó là sự khao khát nha. Và sau đó cái bước thứ hai các anh chị. Bước thứ hai này các anh chị. Có một kế hoạch cụ thể rõ ràng để thực hiện cái điều đó. Anh chị nhớ ha. Bước thứ hai đó là chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể rõ ràng để chúng ta thực hiện cái điều này. Không phải chỉ muốn không. Tại vì là khi các anh chị ra đường, các anh chị hỏi những cái người á, hỏi rất là nhiều người, đa số là họ sẽ trả lời chung chung rằng họ rất là muốn giàu có. Họ muốn có nhà, có xe, ai cũng có những cái ước mơ. Nhưng mà các anh chị hỏi họ rằng kế hoạch để giúp cho họ tiến tới cái điều đó mỗi ngày là cái gì? Thì ít có ai trả lời được lắm. Đúng không các anh chị? Đúng không các anh chị ơi? Các bao nhiêu anh chị thấy cái điều này nó rất là đúng không? Anh chị hỏi ước mơ ai cũng có cả. Và mong muốn ai cũng có cả. Nhưng hỏi họ rằng anh chị có kế hoạch nào không? Có cái kế hoạch nào để đi tới cái điều mình muốn không? Và các anh chị quan sát thấy nè, muốn thì muốn nhiều tiền, mà làm một cái công việc thì rất là hạn chế. Hạn chế cái dòng tiền. Và hy vọng rằng, hy vọng với các anh chị, ngồi hy vọng với kỳ vọng không ạ? Có ngày hôm qua cái chị đó, chị hỏi Vương cái này. Chị nói sao là có cái lúc mà Phương chia sẻ á, Phương chia sẻ là sao mà mình làm về xong rồi tiền nó không ở với mình mà nó cứ đi mãi. Có nghĩa là nó cứ về xong rồi nó cứ đi mãi mà chị không có giữ được tiền. Cái tiền nó không ở lại với chị Phương. Mặc dù chị cũng học á, chị học chị làm theo đúng công thức câu lạc bộ luôn. Đúng công thức câu lạc bộ là chị cũng ghi chép nè. Ghi chép live stream, chị cũng là gọi là vào Zoom sáng học, nhưng mà Zoom sáng thì không bao giờ vào làm quy trình hết á. Nó chị cũng có vô Zoom, nhưng mà cứ hơn 5 rưỡi chị mới vô, chị học kiến thức thôi. Rồi cái nói tối chị cũng học, trưa chị cũng học, chị học nhiều lắm Phương. Nhưng mà sao chị thấy là tiền nó về rồi nó đi hết mà chị vẫn loay hoay, chị vẫn chưa vui. Chị vẫn không có đủ tiền và chị cảm thấy chị mất năng lượng lên, năng lượng xuống. Theo các anh chị lý do tại sao? Cái Phương hỏi ra chị, mỗi tháng tiền về bao nhiêu chị? Thì mỗi tháng chị về, tiền về thu nhập thì khoảng 10-15 triệu. Phương muốn nói, 10-15 triệu. Thì đúng rồi, chị có 10-15 triệu có đủ xoay sở tiền ăn thôi à. Gia đình chị có 2 con. Mà 2 con còn đi học nữa. Nó về xong rồi nó đi theo các đủ chưa đủ chi trả các hóa đơn nữa các anh chị. Thì nó về rồi nó đi là đúng rồi. Đúng không các anh chị ơi? Rồi thì xong rồi Phương hỏi chị, thà như chị nói với Phương là bình thường chị kiếm 10 triệu, 15 triệu. Cái tháng nay chị học chị kiếm lên được 100 triệu mà chị cũng không giữ. Thì còn hợp lý nha. Còn đằng này chị vẫn cứ có được có mỗi 15 triệu tháng thôi. Mà chị hỏi rằng sao và tại sao tiền về nó không ở với chị. Hỏi xong hết hồn luôn các anh chị. Hỏi xong hết hồn xong Phương hỏi chị. Cái bữa giờ chị đi vô câu lạc bộ chị học, chị có cái chiến lược nào mới không? Cái công việc hiện tại của chị có chiến lược nào mới không? Thì chị chỉ thấy là chị ứng dụng mấy cái nhỏ nhỏ thôi, còn chiến lược thì chị làm vẫn y chang chiến lược cũ. Chị vẫn chị đang bán sản phẩm, chị cũng đăng Zalo, Facebook vậy thôi. Cả nhà ơi, các anh chị hãy pha với chính mình và nói là tỉnh táo lên. Các anh chị ơi, hello cả nhà, cùng coi thử các anh chị có đang tỉnh táo không ạ? Tỉnh táo lên các anh chị. Thì và các anh chị nghĩ rằng sao ạ? Để mà các anh chị dư ra và tiền ở lại với mình thì chúng ta cần phải có cái dòng thu nó lớn hơn cái sự chi tiêu của mình. Thì may ra thì mình mới còn dư chứ các anh chị.
chứ đằng này mình kiếm được cái số tiền đó thì chỉ đủ chi trả thôi, làm sao nó ở lại với mình được. Và việc của cái chị đó đặt câu hỏi như thế này này, không phải chị nói là tại sao chị không có giữ được tiền, phải có tiền đâu giữ, mà chị phải hỏi rằng bây giờ Phương có kế hoạch nào cho chị phát triển cái dòng tiền nó lớn hơn không, chị phải làm gì, chị phải học cái gì để phát triển dòng tiền nó bự hơn không, đúng không các anh chị? Thay đổi lại câu hỏi. Tại vì chị đặt câu hỏi tại sao chị không giữ được tiền, cái năng lượng chị đi lên đi xuống. Tại vì chị bận, bận tập trung vào chị không đủ tiền để trả hóa đơn, chị bận tập trung vào là sao mà tiền nó về rồi mình không còn mãi trong túi, nên thành ra năng lượng chị đi xuống. Nếu chị thay đổi cái cách đặt câu hỏi là chị làm cách nào đây, có chiến lược nào tốt hơn không, chị phải học cái gì để tạo ra cái dòng tiền lớn hơn không, thì lúc đó chị hào hứng phấn khởi hơn, năng lượng của chị nó khác liền. Tại vì chị hiểu được rằng công việc hiện tại của chị nó không mang lại cái dòng thu lớn hơn được, thì chị phải một là chiến lược khác đi, chiến lược kinh doanh khác đi, hai là có một cái công việc, có một cái lĩnh vực nào nó mới hơn để giúp chị tạo dòng tiền nhiều hơn, đúng không các anh chị ơi? Các anh chị phải rất là thực tế luôn. Rất thực tế ạ. Tôi ví dụ như ngày hôm nay nè, Phương ra quyết định là ngày hôm nay Phương có hai cái đơn hàng. Mỗi cái đơn hàng khoảng gần 100 triệu. Nhưng mà nguyên cả ngày hôm qua là Phương không có thời gian gọi điện cho khách hàng. Tại vì Phương nhiều việc quá và Phương không có thời gian gọi điện cho khách hàng. Phương không thể nào mà ngồi cuối ngày trách tại sao mình chưa có đạt được mục tiêu đặt hàng vũ trụ. Mà Phương hiểu được là bởi vì ngày hôm nay mình đã chưa có hành động luôn. Có thể nguồn lực nó đang đợi mình đó. Mà mình chưa có hành động, mình chưa có gọi điện, mình chưa có thời gian gọi cho khách hàng. Mình bận quá. Mình phải trên hành trình mà mình có kế hoạch, chiến lược cụ thể, mình hành động thì nguồn lực nó mới tới các anh chị. Được không các anh chị ơi? Bao nhiêu anh chị hiểu cái điều Phương chia sẻ ạ? Nên nếu ngày hôm nay các anh chị chỉ muốn thôi nhưng mà chúng ta chưa có một cái kế hoạch nào hết á, tiến tới cái mục tiêu của mình, thì chúng ta phải lên một kế hoạch. Chứ không phải là các anh chị chỉ ngồi đặt hàng vũ trụ và chúng ta không có làm gì cả. Chỉ có học không thôi, chỉ có đọc sách không thôi sao ra. Rồi bây giờ chiến lược sao các anh chị ngồi lại dưới này. Ngồi lại xem. Ví dụ như cái thu nhập các anh chị đang mong muốn á, các anh chị xem thử cái công việc hiện tại á, nó có giúp cho các anh chị, ví dụ học luật hấp dẫn, có hút thêm nguồn lực, có hút thêm quý nhân, có hút thêm cơ hội, có hút thêm những cái khách hàng mới để giúp các anh chị nhân đôi, nhân ba, nhân năm và đạt được cái mục tiêu của các anh chị không? Nếu mà có khả thi, có nghĩa có khả thi là các anh chị đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, đúng không ạ? Nếu như các anh chị đang trong lĩnh vực kinh doanh và các anh chị nói là nếu như mà mình học, mình hút khách hàng, mình ký được nhiều hợp đồng hơn, mình bán được nhiều hàng hơn, thì mình gia tăng cái dòng thu nhập thụ động, dòng thu nhập, thì sao ạ? Thì các anh chị học cái cách, có kiến thức gì hay, câu lạc bộ có kiến thức gì hay, hỏi người chủ nhóm của mình, học kiến thức nào ở trong này, chị tập trung kiến thức nào, học bí kíp gì để chị hút thêm nhiều khách hàng ở Phương, chị bán được nhiều hàng hơn ở Phương, chị ký được nhiều hợp đồng hơn ở Phương. Được không các anh chị hiểu không ạ? Đó là cái cách mà các anh chị biết là mình muốn gì cụ thể, chính xác, rõ ràng luôn. Còn lại các anh chị chỉ vô nói sao chị đặt hàng vũ trụ mãi không được, sao chị ứng dụng luật hấp dẫn mãi không được. Năng lượng thì lên xuống, năng lượng thì lúc lên lúc xuống, chỉ có ngồi trong chờ các anh chị mà không có thay đổi chiến lược chứ này, thì làm sao có kết quả được. Đó là cái bước thứ hai các anh chị cần phải hiểu đó. Bước thứ hai đúng không ạ? Bước thứ hai sao, ví dụ như các anh chị nhìn lại mà thấy công việc mình cố định quá, thì cái việc mình đặt là cố định, là luôn cố định, như anh chị đi làm văn phòng, đi làm giáo viên rồi làm này kia đó, thì các anh chị còn phải đặt câu hỏi là mình còn phải kinh doanh gì, mình còn phải phát triển thêm cái lĩnh vực nào để mình gia tăng cái dòng tiền.
mình còn phải thay đổi cái chiến lược gì? Được không các anh chị? Chứ không phải các anh chị cũng đi làm lương cố định, mà các anh chị nói ngày nào chị đặt ngoài vũ trụ mà chị không thấy có tiền về. Cái tiền nhỏ nhỏ vặt vặt thì về, cái tiền lớn thì nó không về. Mà sao chị vẫn không không có dư dả được tiền? Tại vì có tiền nhiều đâu dư dả các anh chị. Đúng không? Đó nên là nhiều anh chị sao á. Các anh chị sao á, các anh chị phải rất là thực tế ạ. À? Đúng rồi, đó là câu khi mà cái anh chị đặt ra cái chiến lược, đặt ra câu hỏi, các anh chị đi tìm kiếm thì cơ hội nó sẽ tới. Không có ai ngồi không cả. Không có ai không giàu có mà không làm gì cả. Chiến lược ngày hôm nay các anh chị, bao nhiêu anh chị đang cảm thấy là mình rất là mong muốn phát triển cái mình đang kinh doanh. Mình đang kinh doanh và mình cần một cái chiến lược kinh doanh nó tốt hơn, mình bán hàng tốt hơn, marketing tốt hơn thì comment số 1 ạ. À. Đó, những anh chị đó thì chúng ta học chương trình Doanh Nhân Chặng Tay Hóa Vàng để học chiến lược. Rồi bây giờ các anh chị chưa có, những anh chị nào chúng ta đang làm công việc làm thuê và chúng ta chưa có một cái kế hoạch gì để phát triển, chúng ta không có định hướng, không có biết, không có biết được cái lĩnh vực nào, cái xu hướng nào, thì các anh chị học lớp 60 ngày cuối tuần này, học về chiến lược kinh doanh của những người giàu, họ đang có những cái mô hình chiến lược gì và lĩnh vực nào. Lĩnh vực nào đang là xu hướng? Mình có đang kinh doanh trong cái lĩnh vực đó không? Mình có đang nằm trong cái lĩnh vực mà tạo ra dòng tiền nhiều không? Được không các anh chị ơi? Được không ạ? À? Đây là các anh chị sẽ rất là thực tế với mình học, không phải là nói một cái sự mơ hồ á các anh chị. Mơ hồ là chỉ biết là luật hấp dẫn là mình viết cái gì xuống là mình hút hút hút. Tất nhiên là hút rồi. Nhưng mà hút các anh chị phải 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 biết, phải nhận diện ra. Đó là kế hoạch, là các anh chị phải lên kế hoạch cho mình. Còn mỗi anh chị ở đây có nhiều 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 cái nhiều công việc khác nhau thì các anh chị có thể nhắn riêng cho trưởng nhóm mình, lên cho các anh chị một cái kế hoạch. Tại vì mỗi anh chị có anh chị kinh doanh, có anh chị làm văn phòng, có anh chị làm giáo viên. Hãy lên cho mình kế hoạch nha các anh chị. Bao nhiêu anh chị đã có kế hoạch rồi ạ? Yes. Anh chị đã có kế hoạch rồi comment tôi ạ. Các anh chị nào chưa có kế hoạch không? Kế hoạch 1 hoặc kế hoạch 2 nãy giờ Phương chia sẻ. Comment chưa ạ? Chưa có kế hoạch thì comment chưa? Comment chưa ngay ngày hôm nay là nhắn liền cho trưởng nhóm. Để chị biết được là chị cần có kế hoạch gì cho tình trạng của chị hiện tại. Đó, những anh chị comment chưa đó, nhắn liền cho cái người nào mà đang hỗ trợ các anh chị á, nhắn liền qua cho họ đi ạ. À, người nào mà hỗ trợ giới thiệu các anh chị vào đây, nhắn qua cho họ đi, để trưa nay, để họ ngày hôm nay sắp xếp một chút thời gian thôi, chỉ cần vài phút thôi các anh chị. Những trưởng nhóm các anh chị họ đã đang đang ứng dụng rất là tốt rồi. Họ đang có những cái kết quả rất là tốt thì họ mới giao hàng cho các anh chị chưa có nhắn liền đi ạ. Nhắn cho trưởng nhóm đi. Hoặc là nhắn lên trên nhóm cũng được để trưởng nhóm biết. Chị chưa có kế hoạch nào làm giàu cả. Xong rồi cái qua bước thứ ba, sau khi mình có kế hoạch rồi thì sao? Qua bước thứ ba đó là mình bắt đầu nhận thức được về cái suy nghĩ, về cái niềm tin của mình. Nhận thức được là mình có đang có những suy nghĩ niềm tin đúng đắn cho cái kế hoạch của mình hay không. Mình xem thử là mình đang có cái niềm tin nào, mình đang có suy nghĩ nào đúng đắn cho cái kế hoạch của mình hay không. Rồi các anh chị còn phải các anh chị còn phải là tránh được những cái lời bàn tán
hoặc những cái lời nói chê trách của người khác, của những người thân của mình. Tại các anh chị cần phải hiểu mình nhất nha, cần phải hiểu mình nhất như thế này nè. Cái điều này Phương hay nói mà có anh chị là chỉ đang làm tư nhân, và chị cảm thấy rằng làm tư nhân nó làm tư nhân cái chị vô chị học, chị cảm thấy chị có nhiều định hướng hơn và chị ra quyết định là chị sẽ chuyển hướng. Nhưng người thân của chị nói thì sao? Em ảo tưởng quá, có cái công việc như thế này á, là công việc như thế này có rất là nhiều người họ đang rất là mong chờ, họ đang chờ giống như em vậy đó. Em có một cái cơ sở riêng, em làm tư nhân, em làm cơ sở riêng là có nhiều người họ mê cái điều này, có nhiều người họ thích, mà tại sao em lại cứ mơ mộng hỏi huyền đi cái gì á, và bị phản đối rất nhiều các anh chị. Trong khi cái tình trạng của chị ấy là chị làm việc rất chăm chỉ từ sáng cho tới tối, chị không có thời gian cho bản thân, cho gia đình, không có thời gian học tập phát triển. Và nếu như mà chị thu hút nhiều khách hàng hơn và chị làm nhiều hơn, tại vì học luật hấp dẫn hơn, chị thu hút nhiều khách hàng hơn, chị làm nhiều hơn, chị không có thời gian để chăm sóc khách hàng luôn, không có thời gian để học tập phát triển bản thân, và chị cảm thấy bức bối quá và chị muốn chuyển hướng. Đó là cái tình trạng thực tế của chị. Nhưng cái người ngoài, cái người thân của mình, họ nhìn vô họ thấy cái vị thế của em, rồi cái cơ sở của em, có nhiều người họ phải bỏ rất là nhiều tiền ra để xây nên, mà tại sao em không trân trọng? Nói quá trời nói luôn các anh chị. Vậy thì các anh chị còn phải biết sao? Mình hiểu mình nhất, mình biết mình muốn gì, không phải là người khác muốn. Nhiều người được cái mát không à, tiền không có nhiều, được cái mát không à, được cái danh giống Phương ngày xưa. Anh chị hiểu ý Phương chia sẻ không ạ? Nên là chúng ta cần phải hiểu mình muốn gì và mình hành động theo những cái kế hoạch bên trong của mình, chứ không phải là do người khác muốn. Nhìn vào ngon lắm nha, bà chủ với ông chủ đó, nhưng mà bà chủ với ông chủ không đủ tiền chi trả hóa đơn các anh chị, không đủ tiền chi trả tiền nhà, không đủ tiền chi trả cho những cái cơ sở vật chất. Nhưng mà được cái tiếng bà chủ đó có cơ sở đàng hoàng, ngon lành, nhiều người mơ lắm á, nhiều người khoái, nhiều người mơ ước được như em. Nhưng bên ngoài, nhưng đó là bên ngoài thôi. Bên trong mình cảm thấy sao mình cứ xoay sở chọc lục mình, chả có ai hiểu đâu các anh chị. Không ai hiểu hết. Đúng không các anh chị? Và như anh chị như vậy à, đang trong tình trạng như vậy à, vậy không phải các anh chị cứ mãi sống dưới cái sự mong đợi của người khác, và các anh chị biết mình muốn gì, chứ người khác đâu có sống giùm các anh chị, dù họ là chồng là con, dù họ là anh là em. Tại vì cái này rất rất là thực tế luôn đó các anh chị, rất thực tế luôn. Rồi sau khi mà bước thứ ba là chúng ta sao ạ, phải rất là chủ đích luôn, là phải có xây dựng những cái niềm tin tư duy đúng và biết tránh né những cái lời đàm tiếu, những cái lời chỉ trích, những cái lời đánh giá phán xét của những người khác và những người xung quanh. Đó là bước thứ ba các anh chị. Phải kiên trì chứ, kiên trì với cái điều mình muốn. Xong bước thứ tư các anh chị, bước thứ tư đó là chúng ta phải tìm một cái nhóm người, tìm một cái nhóm người có cùng cái chí hướng, cùng cái chí hướng. Tại vì các anh chị còn cái sự kiên trì mà, các anh chị không thể nào mà làm một mình, nếu làm một mình được thì làm từ lâu rồi. Bây giờ mình cần có một nhóm người cùng chí hướng, cùng mục tiêu, cùng có mong muốn khao khát được phát triển vươn lên. Và nếu như họ có được cái thành công như các anh chị thì càng tuyệt vời. Và các anh chị nhìn xem xung quanh của mình, nếu như chúng ta đang có một nhóm mà các anh chị là người giỏi nhất á, thì các anh chị đang ở sai chỗ rồi nha. Các anh chị xung quanh mình, mặc dù các anh chị đang có những đồng nghiệp, những đồng đội, nhưng các anh chị là cái người giỏi nhất,
thì các anh chị cần tìm thêm một cái nhóm mới mà có những người giỏi hơn, để các anh chị nhìn thấy họ có kết quả lớn hơn, các anh chị nhìn lên và các anh chị phát triển lên mỗi ngày. Còn các anh chị nghĩ là mình giỏi nhất trong cái đám đó rồi, trong cái tổ chức đó rồi, thì các anh chị sẽ không không có cái sự phát triển. Bao nhiêu anh chị hiểu điều Phương chia sẻ? Đấy, chị nhìn xem lại. Nhìn xem lại các anh chị đang có nhóm nào chưa? Nhóm có nghĩa là một cái nhóm mà các anh chị nói chuyện mỗi ngày, chia sẻ mỗi ngày, cùng nhau phát triển mỗi ngày. Nó cũng gọi là nhóm trí tuệ ưu tú. Là cái này giống như trong sách, các anh chị nào đọc sách Nghĩ Giàu Làm Giàu, Phương thấy là Phương đi đúng, rất là đúng bước như vậy. Mà các anh chị đang không nhìn thấy, mình không có cái nhóm nào hết trơn á. Mỗi ngày mình muốn chia sẻ, mình cũng không biết chia sẻ với ai. Mình chia sẻ thì toàn những cái người họ giống như mình cả và ít hơn mình. Và ít hơn mình, và thấp hơn mình, bằng mình hoặc thấp hơn mình, là mình thấy là mình trên vang rồi. Đúng không các anh chị? Vậy thì anh chị đã có nhóm chưa? Đã có cái nhóm nào? Nhóm là phải thân nha. Chứ không phải là nhóm là anh chị vô đây nghỉ học là mình thấy là mình ngon rồi, nhưng anh chị đang không thân với ai hết trơn á. Đã chưa có ai tâm sự và chia sẻ mỗi ngày thì gọi là chưa có nhóm. Nhóm có nghĩa là các anh chị luôn chia sẻ chiến lược tư duy phát triển tầm nhìn. Gọi là nhóm. Họ sẵn sàng chia sẻ cho các anh chị. Các anh chị chưa có nhóm. Nắm cái chân của người chủ nhóm của mình. Nắm cái vạt áo của người chủ nhóm của mình. Đi bên cạnh của họ. Cho chị. Em nào có nhóm không? Cho chị thêm nhóm với. Để chi ạ? À? Để mình phát triển các anh chị. Vào câu lạc bộ thôi. Có phải là tự vô tự ra không? Có phải tự vô tự ra và không có ai, và không có nhắn cho cái người dẫn nhóm dẫn dắt không các anh chị? Những anh chị nào chưa có nhóm ấy? Cái người nào là cái người mà chia sẻ các anh chị, gieo duyên cho các anh chị vô nhóm, các anh chị nhắn hỏi họ. Em có đang có nhóm nào không? Nhóm nào mà có những người mà họ họ phát triển, họ thành công hơn không? Cho chị ở trong nhóm đó, chị làm thân với nhóm đó để chị học với. Tại vì Phương rất may mắn các anh chị. Không phải một mình Phương làm được, mà các anh chị nghĩ đi. Kinh doanh trên 10 mấy quốc gia, 14 quốc gia. Đúng không ạ? Kinh doanh trên 14 quốc gia. Và Phương có những cái chiến lược kinh doanh là chiến lược kinh doanh của những tỷ phú. Tạo ra dòng thu nhập tự động chính con số. Thì không thể nào một mình Phương có giỏi đến mức đó đâu các anh chị. Phương chỉ có cái là Phương có một nhóm trí tuệ ưu tú, và hàng ngày họ chia sẻ cho Phương những chiến lược mà Phương làm theo. Phương có cái Phương làm theo giỏi lắm, và Phương không giỏi sáng tạo. Không phải là mình Phương cũng đang học trên cái hành trình đó, nhưng hiện tại thì Phương chưa đủ khả năng. Anh chị hiểu không ạ? Có nhiều anh chị là có đủ khả năng để mà sáng tạo ra cái điều gì đó vĩ đại không ạ? Mình chưa, đúng không ạ? Chưa có đủ khả năng là sáng tạo ra cái điều gì đó vĩ đại, giống như ông Jeff Bezos là ổng sáng tạo ra Amazon, hay là ông gọi là sao, Elon Musk thì sáng tạo ra SpaceX hay là Tesla hay này kia. Thì những người đó là những cái người phi thường, họ tạo ra xu hướng luôn. Họ tạo ra xu hướng, mình không thể, mình chưa phải là cái người như vậy, nên mình phải tìm những cái người như vậy. Mình hỏi xem họ có chiến lược gì, mình học chiến lược của họ, của mình làm mỗi ngày. Mình chỉ có học theo. Và nếu như các anh chị đang có những cái nhóm người mà chia sẻ cho các anh chị chiến lược mỗi ngày thì thật là tuyệt vời. Và những anh chị nào chúng ta học chương trình doanh nhân trạng thái và đều sẽ có những cái người chia sẻ chiến lược cho các anh chị mỗi ngày. Anh chị nào đang như vậy mà, các anh chị nào được nhận chiến lược mỗi ngày và các anh chị cảm thấy là mình đi nhanh hơn bao giờ hết, comment tôi cho Phương thấy ạ. Anh chị nào muốn chia sẻ không ạ? Đây là công thức của Phương. Từ cái một cô gái, đúng không ạ? Phương bắt đầu kinh doanh vào cuối tháng 2 năm 2023, 21. Cuối tháng 2 các anh chị, coi như là đầu tháng 3. Ngày 29 tháng 2 năm 2021 Phương bắt tay vào kinh doanh. Và Phương cũng phát triển hành trình là đúng tròn 2 năm á. Đúng 2 năm các anh chị. Để sao ạ? Để tạo ra dòng thu nhập thụ động chính con số. Thu nhập thụ động có nghĩa là nãy anh chị nào hỏi, thu nhập thụ động có nghĩa là các anh chị thu nhập từ, một là từ tài sản. Từ tài sản. Hai, tài sản thì gồm có tài sản là cái doanh nghiệp. Doanh nghiệp nó vận hành và các anh chị không phải là cái
cái công việc của các anh chị, mà là cái doanh nghiệp đó vận hành và nó tự động hóa và các anh chị có dòng thu từ cái doanh nghiệp đó, hoặc là các anh chị đầu tư vào những cái tài sản. Ví dụ như các anh chị có những cái căn nhà cho thuê thì chúng ta tạo ra cái dòng tiền mỗi tháng các anh chị không còn phải làm mà các anh chị được trả tiền, thì đó gọi là cái thu nhập thụ động. Có nhiều cái nguồn thu nhập thụ động, được không ạ? Có nhiều cách để các anh chị có nguồn thu nhập thụ động, nhưng mà cái cách nào mà nó dễ dàng hơn thì các anh chị làm. Và các anh chị nói là gì? Ờ, vậy bây giờ là chị mua căn nhà, mua miếng bất động sản rồi chị cho thuê lại là chị có thu nhập thụ động hả Phương? Nhưng mà quan trọng nếu mà chị dư tiền á, có nghĩa là chị đã tạo được dòng tiền dư giả, thì ok chị làm cách đó. Chứ bây giờ mình chưa có nhiều tiền thì mình làm cách đó chưa có dễ. Tại vì các anh chị biết là tình hình kinh tế nó lạm phát khá là nhiều, lãi suất ngân hàng rất là cao, mà các anh chị giờ còn không hiểu về cái nền kinh tế nữa mà chúng ta tham gia vào như vậy thì các anh chị không an toàn. Nên cái việc các anh chị đó là phát triển kinh doanh và tạo ra dòng thu nhập từ cái doanh nghiệp các anh chị thì nó dễ dàng hơn. Thì nó dễ dàng hơn, đúng không ạ? Và ngày xưa Phương đi lên á, cái vốn Phương phát triển á, cái vốn Phương để mà tạo ra một cái doanh nghiệp để tạo ra dòng thu nhập thụ động 9 con số thì nó chưa được 100 triệu, chưa đầy 100 triệu. Nhưng mà để mà chưa đầy 100 triệu mà để mua một cái miếng đất và xây một cái căn nhà để tạo dòng thu nhập thụ động thì nó chưa dễ. Anh chị hiểu ý Phương ạ? Nếu mà các anh chị nào chưa có dòng tiền lớn mà các anh chị muốn tạo ra dòng thu nhập thụ động thì chỉ có một cách là các anh chị xây dựng doanh nghiệp. Các anh chị xây dựng doanh nghiệp thì nó dễ hơn. Xây dựng doanh nghiệp là sao? Các anh chị có một cái đội ngũ, phát triển ra một cái đội ngũ bán hàng cùng các anh chị, kinh doanh cùng các anh chị. Thì các anh chị càng phát triển cái doanh nghiệp, các đội ngũ của các anh chị cùng nhau phát triển thì họ sẽ tạo ra dòng thu nhập thụ động cho các anh chị. Vậy nhà anh chị muốn biết điều này ạ? Học bí kíp này các anh chị, học bí kíp xây dựng doanh nghiệp đi ạ. Và khi đó gọi là các anh chị đã tự do đó. Giờ Phương là sao ạ? Gọi là thì đó là một cái lựa chọn các chị, đó cũng là một cái lựa chọn tùy mỗi anh chị. Những anh chị nào mà chúng ta gọi là muốn học cái chiến lược này thì các anh chị có thể học chương trình doanh nhân chẳng táo vàng. Chiến lược có sẵn luôn, tại vì thầy Phương dạy, Phương không có dạy các anh chị. Phương không đủ trình độ để dạy các anh chị đâu, Phương chỉ chia sẻ những cái mà Phương đã đi rồi và những cái mẹo nhỏ nhỏ, ứng dụng luật hấp dẫn, sức mạnh tiềm thức, rồi hoặc là phát triển kinh doanh như thế nào. Chứ còn để mà học cái chương trình đó là Chủ tịch Trịnh Huy dạy, Chủ tịch Nguyễn Diễm dạy, là những người họ đã có kết quả, họ là triệu phú, đa triệu phú rồi. Thì các anh chị học luôn từ những người giàu luôn, người thành công luôn, để cho các anh chị từng bước vào Phương, hoặc là chữ nhóm các anh chị là cái người đồng hành song song đi cùng các anh chị, được không ạ? Chứ nếu mà anh chị nói sao Phương dạy toạt lên trên này luôn đi, dạ Phương chưa đủ trình để dạy các anh chị. Phương chưa đủ trình để Phương dạy, nếu mà Phương dạy được là Phương dạy rồi, được không các anh chị? Nên là các anh chị học chương trình doanh nhân thì có Phương, có chữ nhóm đồng hành với các anh chị, phân tích hỗ trợ cho các anh chị ứng dụng những cái chiến lược đó mỗi ngày. Bao nhiêu anh chị có mặt ạ? Là lúc mỗi buổi tối này, mỗi buổi tối lúc 18 giờ là chúng ta đang xây dựng cái kênh marketing. Bao nhiêu anh chị có mặt trong lúc 18 giờ tối nay ạ? Ngày thứ bảy, quên mất. 18 giờ tối thứ hai. Và thứ sáu chủ nhật tuần này thì các anh chị đang sẽ được học chiến lược và mô hình kinh doanh của người giàu. Các chị xem mình đang ở mô hình nào và chúng ta có những cái lựa chọn nào thêm. Không phải nghe mơ hồ mà các anh chị còn phải biết ưu điểm, nhược điểm. Ưu điểm, nhược điểm của cái mô hình đó là gì để các anh chị biết là mình phù hợp với cái mô hình nào. Và mình lựa chọn. Thì có thông tin rồi mình lựa chọn. Được không ạ? Ok à, rồi bây giờ các anh chị nào có mong muốn được chia sẻ thành công khi mà các anh chị học những cái chiến lược kinh doanh, hoặc là các anh chị đã có một cái nhóm trí tuệ ưu tú rồi, các anh chị học được những bí kíp gì và các anh chị thăng tiến như thế nào? Ok, Phương mời đầu tiên mời chị Nguyễn Hương. Chị Nguyễn Hương có thể bật mic lên chia sẻ ha. Phương bật mic cho chị Hương.
Chết anh chị. Những hương này. Dạ rồi, ok chị Hương có thể bật mic nha. Yes. Xin chào Chủ tịch Trịnh Phương, chào cả nhà. Biết là cả nhà và Chủ tịch đã nghe rõ không ạ? Dạ, ok chị. Chị để cái mic gần sát lại một tí ạ. Rồi, chào cả nhà. Chúc cả Dạ, nhà một ngày mới tràn đầy năng lượng. yes. Xin tuyệt vời. Cả nhà nghe rõ không ạ? Nghe rất là rõ chị Hương ơi. Rồi. Lần đầu tiên thì cho Hương gửi lời cảm ơn với doanh nhân Trịnh Phương và các doanh nhân Chủ tịch chị Huy, Nguyễn Diễm, Trần Vi, Võ An, Bích Theo, chị Thoa và tất cả những doanh nhân trong câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng đã cho Hương một cái môi trường vô cùng tuyệt vời để Hương được học tập, ứng dụng, phát triển và có được một cái nguồn thu nhập mới, và cũng như là cho Hương có được một cái cuộc sống mới. Và hôm nay thì rất vui là được doanh nhân chị Phương cho Hương lên đây ăn mừng thành công. Thì Hương thực sự là rất vui, rất hạnh phúc cho Hương đã ăn mừng cái thành công đầu tiên, đó là khi tham gia cái chương trình offline tại Hồ Chí Minh vào cuối tháng 2 vừa rồi đấy. Thì rất là hạnh phúc vì là Hương không chỉ đi một mình mà Hương đặt mục tiêu là đi cùng với 5 người bạn. Thì Hương đã đến ngày cuối cùng, đến buổi tối hôm phút chót thì đúng là 5 người luôn, kể cả chỉ có là điều là mình ra quyết định chưa được thông minh, nên là kể cả những thành viên trong gia đình của Hương thì là Hương đã đủ cái số lượng là 5 người theo cái mục tiêu mà Hương đề ra. Gia đình Hương đến đấy là ông xã của Hương và hai con của Hương, và mặc dù là Hương biết là có thể là ông xã của Hương chưa theo học cùng với câu lạc bộ được cùng với trí tuệ này, nhưng Hương tin rằng cái môi trường, cái trường đang có được cái ngày offline đấy sẽ giúp cho Hương và các con của Hương đều là tỷ phú đô la. Xin được cảm ơn những buổi offline vô cùng tuyệt vời. Và thực sự là những ai được đi offline thì mới hiểu được là cái trường năng lượng nó tích cực như thế nào, nó vô cùng tuyệt vời như thế nào. Và đến đấy thì Hương được ứng dụng và được làm lại những quy trình cá chép hóa rồng, đây là lần thứ tư. Thì lần này thì có khi là nếu mà thêm 60 phút nữa thì Hương vẫn làm được cái quy trình cá chép hóa rồng ạ. Bởi vì là những lần trước thì thực sự là mình đứng lên mình gồng rất nhiều, làm xong thì chân tay mỏi, mà chỉ 2 hôm sau thì Hương mới trở lại bình thường được. Khi ở trong cái trường năng lượng của 1.000 người thì Hương ra quyết định và Hương làm mà cảm thấy con người của mình nó nhẹ bẫng luôn, không có gì là mình như một con cá chép đang bay lên. Thực sự là quy trình chữa lành và quy trình hút năng lượng vũ trụ thì vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, được sống là chính mình ở trong đó. Đấy là anh luôn thành công cái chương trình offline. Và Hương nhớ rằng cái bức tranh đi thành phố Hồ Chí Minh này thì Hương đã viết lời cảm ơn rất là nhiều lần vào cái tháng khoảng tầm tháng 9, tháng 10 của năm 2022. Thì đến lúc mà đi thành phố Hồ Chí Minh về rồi thì Hương mình nhớ người ra là ô, đúng là tiềm thức đúng quá mạnh mẽ đã cho Hương hoàn thành cái bức tranh là cả gia đình của Hương đi thành phố Hồ Chí Minh và được gặp Chủ tịch Phương, được gặp chị Hạnh, là những người đầu tiên Hương gieo duyên biết đến câu lạc bộ. Thì đúng là bức tranh đã hoàn thành một cách xuất sắc ạ. Và khi vào học cùng câu lạc bộ thì trước đây thì Hương làm cái công việc văn phòng 13 năm với cái mức thu nhập là hơn 3 triệu một tháng, và Hương thực sự là Hương cũng không thể tin nổi là mình kiên trì như vậy. Tức là một cái công việc ban đầu chỉ có 500.000 đồng, ban đầu là 250.000, xong đến 500.000 đồng, lên 750.000 đồng, từ bây giờ là hơn 3 triệu. Thì Hương kiên trì để làm, thì Hương tin rằng cái sự kiên trì này, khi Hương có cái con đường mới, có cái công việc kinh doanh mới, thì sự kiên trì này sẽ giúp Hương thành công rực rỡ. Và thành công bởi vì là Hương có những người dẫn đường, có những người đồng đội, và Hương rất là hạnh phúc vì là khi bắt đầu đi đến câu lạc bộ thì Hương sở hữu cho mình được một bất động sản mà Hương ao ước 8 năm rồi. Và cái thu nhập của Hương thì không chỉ gia tăng lên gấp đôi mỗi tháng mà có tháng là gấp 10 lần, rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời. Còn cái về mối quan hệ thì trước đây là khi Hương bước vào câu lạc bộ thì ông xã của Hương
bước vào câu lạc bộ học chương trình 60 ngày làm chủ thân tâm trí. Được một tuần thì ông xã của Hương mới gọi điện về nhà bà ngoại bảo là không biết là Hương theo cái gì mà đạo phái đạo giáo gì mà suốt ngày là dậy sớm này học hô này, nhưng Hương cứ kiên trì. Hương chỉ biết là cảm ơn bởi vì là Hương đã được học cái công thức trong những cái bí kíp trong chương trình 60 ngày và Hương đã hài hòa được mối quan hệ. Và bây giờ thì hôm nào mà Hương không học thì ông xã lại hỏi: ố thế hôm nay mẹ mày không học bài à? Không, không học rồi thấy lạ đấy. Và khi Hương tham gia chương trình 60 ngày làm chủ thân tâm trí xong thì Hương thấy là không, mình phải phát triển hơn nữa. Hương luôn đặt ra mục tiêu, tức là câu lạc bộ có chương trình xoay nhân trạng thái hóa vàng thì Hương không cho phép mình dừng lại ở chương trình 60 ngày mà phải tham gia chương trình doanh nhân trạng thái hóa vàng để Hương học được cách kinh doanh của người thành công. Và Hương đã có được cái công việc kinh doanh của người thành công. Và bây giờ mục tiêu của Hương là phải tham gia chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi để trở thành một người đầu tư. Rất, Hương rất là khao khát về cái mục tiêu đó. Và cảm ơn chủ doanh nhân chị Phương đã cho Hương lên một thành công. Và tôi xin mọi người là truyền năng lượng để cho Hương nhanh chóng được tham gia cái chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi để trở thành một nhà đầu tư, nhà hoạch định tài chính, giúp rất rất nhiều người, hàng triệu người ở ngoài kia thay đổi cuộc sống, thành công, giàu có, khỏe mạnh và có được cái con đường đi giống như mình ạ. Xin cảm ơn À, tuyệt vời quá cả nhà ơi, bao nhiêu anh chị cũng mong muốn là thu nhập của mình tăng lên gấp muôn lần. Hãy gửi lời chúc mừng chị Hương ạ. À, xin chúc mừng chị Hương và chị Hương giang tay ra, tất cả chúng ta cùng nhau chiến thắng mục tiêu nha, hoàn thành xuất sắc mục tiêu. 1, 2, 3. Chúc Yeah, xin chúc mừng chị Hương. Rất là chúc mừng. Cảm ơn doanh nhân chị Phương, cảm ơn câu lạc bộ, cảm ơn tất cả các anh chị em. Đó là 13 năm mà lương 3 triệu. Mà may quá vào câu lạc bộ cái được được thức tỉnh đúng không? Được thức tỉnh đúng không chị Hương? Chứ còn không là thấy nghĩ là mình cũng ok rồi, ổn định rồi. Cậu không biết chị Hương, không biết gia đình chị Hương sống kiểu gì luôn, sống cỡ nào luôn á. Sao có thể có những con người mà phi thường đến như vậy. Hương nể, rất là nể một các anh chị nào mà làm lương tháng có mấy triệu và làm mấy chục năm. Hương thấy nể các anh chị ghê. Và đúng cái câu nói chị Hương, với cái sự kiên trì này mà chị Hương làm đúng một cái đi, đúng chiếc được hay đi. Từ khi vô câu lạc bộ có mấy tháng thôi, sở hữu bất động sản thu nhập tăng lên gấp 10 lần. Xuất sắc. Đó là khi mà thay đổi chiến lược đó các anh chị, được không ạ? Rồi ok, rất là tuyệt vời. Rồi các anh chị nào muốn chia sẻ không? Phương thấy rất là nhiều anh chị cùng mua lúc nãy. Và người thứ hai Phương mời lên đây đó là anh Trần Hòa. Rồi anh Hòa có thể bật mic lên nha, chia sẻ ha. Lúc nãy anh chị nào không muốn tôi thì tôi sẽ gọi nha. Không biết anh Hòa đang có ở đây không? Anh Hòa giơ tay đi, Phương bật mic. Dạ anh Hòa bật mic lên ạ. Rồi, Hòa xin cảm ơn doanh nhân Trịnh Phương đã cho Hòa lên chia sẻ. Mọi người có nghe rõ tiếng của Hòa nói không ạ? Dạ, nghe rất là rõ anh ơi. Rồi, cảm ơn chị Trịnh Phương nha. Trước tiên thì Hòa biết ơn cho doanh nhân Trịnh Hy đã tạo ra cái môi trường học tập để cho Hòa và cùng các bạn của Hòa trong nhóm học tập và phát triển mỗi ngày. Và chúc mừng rồi chào tất cả các anh chị em trong nhóm học tập của mình và rất là biết ơn những anh chị đã tin tưởng mà đồng hành học tập với Hòa, và cũng biết ơn những cái cô chú, những cái anh chị lớn tuổi mà hàng ngày vẫn vào Zoom học tập để tạo ra cái nguồn năng lượng cho Hòa. Bản thân Hòa thì hiện nay là tên Trần Văn Hòa, đang là giáo viên và hiện tại đang công tác tại Bình Phước. Năm nay cũng đã gần qua tuổi 40 rồi, 39 tuổi rồi. Thì trước khi biết đến cái môi trường này thì Hòa cũng biết là cái ngành nghề của mình nó không tạo ra được cái nguồn thu nhập cao, thì trước đây cũng khao khát muốn có cái thu nhập, muốn thành công, thì họ nó tham gia rất là cái nhiều, rất là môi trường để mà mình vào để mình tăng thu nhập. Nhưng do cái sau cái sự hiểu biết của mình, do cái tư duy của mình nó chưa cao, thì bước vào đó thì cũng chưa có được nhiều thành công. Cho nên khi biết đến cái môi trường này á, thì gia đình Hòa cũng rất là lo lắng cho Hòa, có sự ngăn cản là mình đã nhiều thất bại quá rồi đó, rồi sợ vào đây là sẽ cũng không có được, cũng sẽ giống như những lần trước. Thì Hòa trước đây thì trước khi bước vô cái nhóm học tập của mình thì Hòa cũng đã vào những cái nhóm học tập khác, phân tích sách này kia,
thì cũng rất là hay, nhưng mà cũng chưa được có những cái quy trình mà để mình khai phá được cái tiềm thức của mình, và chủ yếu là mình ứng dụng cái sách những cái tư duy người giàu thì cái cảm xúc của Hòa cũng không tốt. Thì trước đây cái thói quen thì mình khi mình thất bại á thì mình thường thường là có cái suy nghĩ tiêu cực và không tin vào cái sự thành công của mình. Thì khi bước vào đây thì Hòa thấy môi trường đây có rất là nhiều các anh chị thành công và chia sẻ, thì trước đây Hòa cũng đã tham gia những môi trường khác thì mình cũng nghe người ta chia sẻ thành công, thu nhập cao lắm, nhưng mà bản thân mình thì chưa có làm được, cho nên mình không có cảm xúc những cái vấn đề mà chia sẻ đó, vì trước đây Hòa tham gia nhiều môi trường họ thu nhập cũng rất là cao nhưng bản thân mình thì không làm được. Do đó thì mình nghe thì mình cũng rất là khoái, mình cũng rất là thích, nhưng mà cũng chưa tin lắm, thì cũng cố gắng mình bỏ ra cái thời gian thật dài để mình tìm hiểu thêm như ở đây họ ứng dụng như thế nào, họ kinh doanh cái gì mà có thể mà thu nhập cao đến như thế, có khác những cái môi trường trước của mình không. Nếu mà giống thì tất nhiên là họ sẽ không tham gia nữa rồi, những gì mình đã đi không thành công thì mình sẽ không đi lại. Sau khi mình nghe mọi người chia sẻ cái chương trình mà 60 ngày làm chủ thân tâm trí, rồi làm những quy trình khai phá sức mạnh tiềm thức, và rất là tò mò muốn làm được những quy trình đó để mình khai phá, thì thật sự là khi Hòa bước vào được làm cái quy trình lần đầu tiên, Hòa làm cái quy trình mà điểm C á, thì Hòa làm cũng chưa có thành công. Sau khi được chờ rồi thì Hòa tham gia quy trình apply của câu lạc bộ, thì Hòa đã làm cái quy trình ra rất là thành công. Thì qua cái quy trình này thì Hòa cũng hiểu rằng là cái sức mạnh tiềm thức của mình nó ứng dụng đến khi nào. Là trước đây mình làm việc mình không có cái mục tiêu, thì qua trong đây thì hàng tháng chúng ta đều có cái mục tiêu đầu tháng, các anh chị phải cần làm chuẩn chỉnh cái mục tiêu của mình, phải xác định có, rồi chúng ta sẽ hình dung tưởng tượng cái mục tiêu của mình đó đã hoàn thành, và sau đó tuyên bố liên tục. Thì khi mình tuyên bố liên tục thì cái tiếng nhỏ nói nhỏ của mình bên trong mình nó sẽ tạo cho mình cơ thể mình là vừa thăng tâm nhất, hợp nhất, thì chúng ta thực hiện quy trình đó thì rất là nhẹ nhàng và làm rất là xuất sắc. Từ cái điểm A ban đầu đã ráng hết sức rồi mà không làm được, đến khi mình thực hiện cái quy trình đó, tập trung thân tâm trí mà Hòa làm một phát là cắt cái điểm A đến được điểm C khoảng 2 mét đó, thật là vi diệu. Mọi người trong nhóm offline ai cũng thấy cái quy trình đó thật là đúng là sức mạnh tiềm thức, chỉ có sức mạnh tiềm thức mới làm được. Đó là cũng có thành công trong cái chương trình offline của Hòa. Thì trong quá trình Hòa ứng dụng thì Hòa thấy Hòa đạt rất là nhiều cái thành công. Thứ nhất là về khi mà Hòa ứng dụng cái bộ chăm sóc sức khỏe của câu lạc bộ mình thì ứng dụng thành công cho con trai của Hòa. Trước đây thì con trai của Hòa nó có một cái bệnh là dị ứng với tôm, với lại là cái làn da nó hay bị cái con gì cắn hay bị đỏ lắm. Thì Hòa đã từng sử dụng rất là nhiều phương pháp, lá cây rừng rồi nè, về tắm cho con này, rồi thậm chí đã đi bệnh viện da liễu rồi về cũng không hết. Và sau khi ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ thì hiện nay da của con Hòa nó đã đẹp lên là dần dần, và không còn bị ngứa như lúc trước nữa, và không còn dị ứng với tôm nữa. Đó là một kết quả rất là siêu tuyệt vời ạ. Cái quả tiếp theo thì sau khi Hòa vào cái chương trình làm chủ thân tâm trí thì Hòa mới hiểu là lực hấp dẫn. Trước đây thì Hòa luôn tập trung vào cái suy nghĩ á, Hòa vẫn tính cũng như mình hay coi trên Facebook lên mạng, cũng hay bất bình với những trường hợp mà nó không hạnh phúc và mình hay suy nghĩ tiêu cực á, rồi thì cũng hút gì cho mình một mớ cái tiêu cực. Sau khi Hòa biết đến cái thí nghiệm mà dưới nước dưới cơm của câu lạc bộ mình thì Hòa có niềm tin. Chứ lúc đầu tiên Hòa vô đây Hòa cũng chưa hiểu về lực hấp dẫn và sức mạnh nhận thức, nghe mọi người nói cũng không tin đâu, vì cái này nó lạ mà chưa dễ dàng để tin. Thì Hòa đã làm cái thí nghiệm với cơm đó thì gia tăng cái niềm tin lên, mà biết được là cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình nó rất ảnh hưởng đến bản thân mình, ảnh hưởng đến người xung quanh và ảnh hưởng đến cả cái vật chất như là cơm thì cũng có tác dụng. Mà như vậy thì tất nhiên là mỗi khi Hòa mà có cái những cái cảm xúc mà tiêu cực, muốn nói những lời tiêu cực, thì Hòa nghĩ lại cái quy trình mà thí nghiệm cơm đó thì Hòa sẽ chuyển đổi ngay lập tức, chứ chưa dễ dàng để chuyển đổi nhanh đâu anh chị em ạ. Vậy đó là cái thói quen của mình. Mà các anh chị nào mà mới tham gia trong cái buổi học mà gần đây á, mà cảm thấy mình chưa có tin về cái lời nói cũng suy nghĩ mình nó có trường năng lượng như thế nào, thì chúng ta hãy hỏi cái người mà hỗ trợ mình sẽ hướng dẫn mình cái quy trình đó để mình gia tăng cái niềm tin lên. Trong cái môi trường này thì Hòa cũng thấy các anh chị em phụ nữ, nhất là anh chị em phụ nữ vào đại học thì rất là nhiều sự cản trở của người thân gia đình, nhất là những anh chồng chưa hiểu đến cái quy trình học tập của câu lạc bộ. Thì anh chị nào mà nghe được những cái chia sẻ của Hòa hôm nay thì hãy muốn yêu thương vợ con mình, muốn tìm hiểu thì hãy tìm hiểu cái quy trình câu lạc bộ mình học tập ở đây. Chúng ta đang học, câu lạc bộ đang chia sẻ chúng ta là 3 Zoom sáng tối trưa và miễn phí, không thu nhập thu phí của anh chị em nào. Thì đó, chúng ta học tập ứng dụng từng những cái chi tiết nhỏ, chúng ta có thành công rồi thì chúng ta mới tin được. Chứ bản thân mình là nghe người ta nói, như nghe Hòa kể chuyện này chắc gì các anh chị đã tin đúng không? Chỉ có trên cơ thể của mình mới tin, giống như là cái quy trình điểm C cũng vậy. Thì Hòa bước vào đây thì Hòa ứng dụng thành công nhất là cái quy trình buổi tối.
các anh chị mà chỉ cần thực hiện đúng cái quy trình buổi tối là anh sẽ có kết quả ngay, từ những cái thay đổi từ ngôn ngữ nè, suy nghĩ nè, thực hiện lòng biết ơn nè, thì cái cảm xúc chúng ta thay đổi, là gia đình, thứ nhất là gia đình của mình sẽ có sự hạnh phúc hơn rất là nhiều. Thì trong quá trình Hòa ứng dụng thì thành công cho bản thân Hòa thì cũng đã hỗ trợ rất một số cái anh chị em trong nhóm học tập Hòa đã có những cái thành công về tài chính và tăng thu nhập, và mối quan hệ cũng cải thiện rất là tốt. Thỉnh thoảng Hòa được nhắn tin và gọi điện chia sẻ ăn mừng thì Hòa rất là vui. Bản thân Hòa thành công ở đây không những là cho bản thân mình, cho con mình, và cũng đã giúp được rất là nhiều người trong nhóm học tập đã có những cái thay đổi trong việc sức khỏe, về mối quan hệ. Thì Hòa cũng trước đây thì mình không biết đến lực hấp dẫn, thì mình sống cái cuộc sống mình, cái mối quan hệ của mình, gia đình mình, người thân mình nó chưa có được tốt. Thì sau khi mà biết đến cái lực hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, là mọi thứ đều xuất phát từ trong cái bên trong mình, thì mình thay đổi nó bên trong thì kết quả bên ngoài nó sẽ thay đổi. Thì Hòa thấy những người đồng bào chúng ta hiện nay là chưa hiểu về lực hấp dẫn, mà có biết thì cũng không ứng dụng được. Thì lực hấp dẫn thì trước đây Hòa đã biết tới đó là 10 năm rồi. Hòa đọc cuốn sách này nó muốn của bác luôn nè, mà không ứng dụng được gì. Chúng ta chỉ nghe thấy đọc thấy hay thôi, nhưng mà ta không có hành động. Cho đó là giống như là cái quy trình buổi tối, ta phải viết ra, chúng ta phải tập trung thay đổi suy nghĩ, thì chúng ta phải thực hiện theo thì nó mới có kết quả gì ạ. Với lại khi mà ứng dụng trong tất cả các công việc của mình, giống như Hòa là làm trong cái việc như là ứng dụng trong công việc như tìm đồ vật rất là giỏi nè, rất là nhanh, và ứng dụng trong công việc khi mình muốn công việc nào đó thì mình ra quyết định, trước tiên là mình phải ra quyết định và mình tuyên bố quyết định là mình làm công việc đó là một cách thuận lợi, dễ dàng, nhanh nhất, lặp đi lặp lại. Các bạn mà mới ứng dụng á, các bạn phải lặp đi lặp lại. Vì sao? Chúng ta chỉ nói một lần thôi, ghi ra một lần thôi, thì trong cái thời gian đó chúng ta đi di chuyển thì chúng ta sẽ suy nghĩ ra những cái vấn đề khác lung tung, lúc cái trường năng lượng chúng ta nó không tập trung vào cái mục tiêu của chúng ta nữa, cho nên chưa thật dễ dàng thành công. Thì sau khi Hòa thay đổi được và làm được những quy trình đó và thay đổi được thăng tâm tí, thì Hòa cũng có những cái tháng Hòa đã thu hút được rất là nhiều nhiều cái điều thì may mắn về cho Hòa. Thu nhập thì có tháng Hòa cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba, và giờ Hòa cũng đang cho phép mình vào chương trình doanh nhân để học tập và ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ để gia tăng thu nhập. Thì kết quả sau này như thế nào thì Hòa sẽ chia sẻ sau hàng các buổi Zoom khác. Rất biết ơn các anh chị đã lắng nghe sự chia sẻ của Hòa trong buổi sáng hôm nay. Chúc các anh chị sẽ ứng dụng thành công công thức của câu lạc bộ mình để có cuộc sống khỏe mạnh hơn, giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Hãy gửi lời cảm ơn đến anh Hòa. Dạ rồi, anh Hòa giơ tay ra, mọi người truyền năng lượng cho anh hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 3 nha. 1, 2, 3. Yes. Xin chúc mừng anh Hòa. Giáo viên này là đã gia tăng được thu nhập lên gấp đôi, gấp ba mỗi tháng các anh chị. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và anh Hòa chia sẻ rất là hay, rất là chi tiết. Nãy giờ anh chị có ghi xuống nhiều bí kíp mà. Rất là nhiều bí kíp đúng không ạ? Rất là cụ thể luôn. Nên là anh chị nào chúng ta mới, các anh chị hoàn toàn có thể ứng dụng được và có kết quả. Và phải liên tục học tập, phát triển chiến lược các anh chị. Tuyệt vời quá, xin chúc mừng anh Hòa. Rất là nhiều thành công luôn, không những cho mình, cho gia đình của mình nữa, và rất giúp đỡ rất là nhiều anh chị nữa ha. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc. Rồi, ok, Phương thấy rất là nhiều anh chị đang giơ tay luôn. Tiếp theo Phương xin mời chị Trương Huệ ạ. Chị Huệ có thể bật mic lên chia sẻ ha. Xin chào chủ tịch Trình Phương, xin chào tất cả các anh chị em trong phòng Zoom. Sáng nay Huy vô cùng hạnh phúc và biết ơn chủ tịch Trình Phương đã cho Huy được chia sẻ. Và được thể thêm xin giới thiệu thì Huy là một giáo viên đến từ Hà Tĩnh. Thực sự là rất hạnh phúc, rất biết ơn, vô cùng biết ơn chủ tịch Trình Huy, chủ tịch Nguyễn Diễm, chủ tịch Trình Phương, chủ tịch Trần Vi và em Hồng Nhàn, tất cả các chủ tịch khác. Em Hồng Nhàn đã giới thiệu Huy vào một cái câu lạc bộ, một môi trường vô cùng tuyệt vời. Tại đấy thì Huy được kiến tạo được thi niềm tin, sức khỏe và tất cả những cái điều tuyệt vời nhất, và vô cùng là hạnh phúc. Thì cũng xin chia sẻ một chút là trước khi vào câu lạc bộ và trước khi chia vào chương trình sống ngay thì cũng là một người mà có cái suy nghĩ và cái niềm tin, cái cảm xúc còn chưa tích cực, rồi dành nhiều thời gian cũng chưa dành nhiều cho sự thành công và chưa có cái mục tiêu hay kế hoạch cho bản thân, mà chỉ sống theo bản năng rất chủ yếu. Vậy thì sau khi vào câu lạc bộ chúng ta, đặc biệt là vào câu lạc bộ có mấy ngày thì Huy là vào chương trình 60 ngày làm chủ cuộc đời, thì học cái chương trình này thì Huy thấy cài đặt được cái niềm tin
trong bản thân mình, cài đặt lại tư duy cảm xúc và cài đặt cái tâm thức của mình một cách tuyệt vời theo hướng rất là tích cực, và đặc biệt là xác định rõ ràng mục tiêu của mình, đồng thời cũng có những cái kế hoạch để thực hiện cái mục tiêu của mình. Và rất là vui mừng đợt vừa rồi thì đi chương trình offline làm rất là hạnh phúc được tham gia một cái chương trình vô cùng tuyệt vời, và chương trình thực tế mang lại một cái giá trị quá tuyệt vời luôn. Và rất là hạnh phúc là có chồng đồng hành cùng với đi chương trình này, và đặc biệt là chồng là vô cùng là ngưỡng mộ và yêu quý. Với bản thân Huế thì không nói rồi nha, chồng là một người trước đấy thì cũng không thích lắm, nhưng mà bây giờ thì được quá ngưỡng mộ luôn. Và quá việc học tập cũng như là đi chương trình thực tế, mình thấy rằng là sự cho đi của các chủ tịch là vô cùng tuyệt vời, và câu lạc bộ đã thực hiện giúp Huế làm các cái quy trình tạo lại một con người mới, có cái niềm tin mới, tư duy mới, và đặc biệt là mình cảm thấy lúc nào cũng cảm thấy bình an trong nội tâm, và luôn luôn có một cái hướng tiến về phía trước. Đấy. Thì sau khi vào câu lạc bộ thì như thế là về mặt sức khỏe thì mình kiện tạo lại được rất là nhiều. Trước đấy thì cũng một cơ thể to khỏe như thế này, nhưng mà thực sự thì trong cái tấm là nó chưa được khỏe. Đấy. Và bây giờ thì mình cảm thấy là học tập thì mình cảm thấy bình an nội tâm rất nhiều. Một số bộ phận trên cơ thể mà chưa khỏe thì mình đã tự chữa lành cho bản thân mình, biết cách giao tiếp với chính mình và yêu thương chính mình mỗi ngày, và luôn cài đặt là mình có một người có thân khỏe, tâm an, trí sáng và thật là vui vẻ mỗi ngày. Thì mới cảm thấy là cái tràn đầy năng lượng và sức sống, và đi trường ai cũng khen là xinh hơn, đẹp hơn rất nhiều. Và với cái bộ công thức mà câu lạc bộ trao tặng về dinh dưỡng thì rõ ràng là tuyệt vời, quá tuyệt vời luôn. Từ làn da cho đến vóc dáng thì cải thiện rất là nhiều, rất là xinh đẹp đấy. Thì rất là hạnh phúc, và đặc biệt là Huế cũng đã giúp đỡ những người xung quanh mình, và những đặc biệt là giúp đỡ người mẹ của mình chữa lành và có cái suy nghĩ tích cực hơn, giao tiếp với cách mình tốt hơn để có một cái sức khỏe tốt. Chồng mình cũng vậy, trước đây thì anh say sử dụng thuốc, nhưng bây giờ thì không hề sử dụng thuốc nữa, mà biết cách giao tiếp với chính mình để có một cái sức khỏe rất là tốt. Về mối quan hệ thì là trước đây thì cũng đôi lúc là cũng có rất nhiều, vì cái tình yêu thương chưa đúng chỗ đúng lúc thì là chưa được hòa hợp lắm. Bây giờ thì mối quan hệ giữa vợ chồng con cái cũng như mối quan hệ với người xung quanh vô cùng tuyệt vời. Trong gia đình thì chồng yêu mình sẽ nhiều hơn. Ở đông này đặc biệt là vừa rồi là đồng hành đi chương trình gặp lại thì toàn bộ vé máy bay đến tất cả các chi phí chồng lo gì thế mà lo gì cả. Và được bạn bè của chồng đón tiếp rất là tuyệt vời, và thu nhận được rất nhiều giá trị. Còn đối với con cái thì mình cũng kiến tạo lại cho con niềm tin, và đặc biệt là mình cũng giáo tiếp. Sử dụng sức mạnh tiềm thức để giao tiếp và luận ứng dụng luật hấp dẫn thì là con đạt được thành tích rất là cao trong tất cả các kỳ thi. Con gái đi thi môn tiếng Anh thì cũng cài đặt là sẽ là đạt nhất, tất cả các kỳ đều đạt giải nhất, và không những là đạt nhất của khối mà có trẻ con đang học mà cháu có thể thi thảo, cháu vừa rồi cháu cũng thi vượt cấp, cháu học lớp 6 nhưng lại thi lớp 7 và nhất cả khối 7 luôn. Và cái kết quả này thì mình hãy cập nhật ở Facebook và tất cả bạn bè thì cũng đang đã nhìn thấy được cái kết quả tuyệt vời. Con cái học hành rất là tiến bộ hơn hẳn và vượt trội hơn hẳn, rồi là các cháu cũng ngoan, bởi vì khi mình sử dụng tình yêu thương từ bên trong thì mình dẫn dắt các cháu rất là tuyệt vời, và các cháu có kết quả cũng vô cùng tuyệt vời. Còn về mặt kinh tế thì mình cũng cải thiện được rất nhiều khi mà bên trong mình được xây dựng một cái tình yêu thương và một cái cách thức làm việc 100%, chịu trách nhiệm 100%, mình luôn giúp đỡ nhiệt tình tất cả mọi người thì chắc chắn mọi người sẽ vô cùng yêu quý, và học sinh cũng như phụ huynh cũng như tất cả mọi điều rất là ủng hộ và rất là tuyệt vời. Và cũng tại câu lạc bộ này thì đã giúp cải thiện cho mình có thu nhập đã tăng gấp đôi gấp ba, và chắc chắn cái chương trình cá nhân mình sẽ đồng hành để có một cái bước tiến mới, có một cái kế hoạch và có một cái chiến lược mới để có thể tăng
như những người trong câu lạc bộ và vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn các chủ tịch trong câu lạc bộ chúng ta, đặc biệt là chủ tịch Kinh Huy, chủ tịch Nguyễn Diễm, chủ tịch Trình Phương, chủ tịch Em Hồng Nhàn, chủ tịch Trần Bí luôn trao những cái giá trị, những cái bí kíp mỗi ngày để giúp cái có thể ứng dụng và tạo ra những cái kết quả tuyệt vời. Rồi, ok cả nhà ơi, bao nhiêu anh chị cũng thấy rằng một cô giáo rất tuyệt vời, thành công trọn vẹn từ thân tâm trí, gia đình, con cái, và đặc biệt là thu nhập cũng tăng lên gấp đôi, gấp ba lần khi mà học ứng dụng bộ công thức câu lạc bộ ạ. Chị Huệ giang tay ra, các anh chị cùng nhau truyền năng lượng cho chị Huệ thành công hơn nữa và đạt xuất sắc mục tiêu tháng 3 nha. Một. Và tất cả mọi người. Tuyệt vời quá cả nhà ơi, rất là tuyệt vời luôn ạ. Phương cảm thấy rất là hạnh phúc đúng không ạ? Cực kỳ vui và hạnh phúc khi mà các anh chị đã ứng dụng rất là thành công từ mọi mặt trong cuộc sống. Không phải vào đây chỉ mỗi tiền, mà khi mà chúng ta tâm an, trí an thì mọi thứ đều thuận lợi như mình mong muốn đúng không ạ? Tuyệt vời quá, xin chúc mừng chị Huệ. Các anh chị có muốn nghe chia sẻ thêm thành công ạ? Phương thấy nhiều anh chị giơ tay lắm. Thêm một anh chị nữa ha. Rồi, Phương xin mời chị Phạm Loan nha. Rồi, chị Phạm Loan có thể bật mic nha. Vi diệu quá Phương ơi. Trước tiên là cho chị Loan được biết ơn chủ tịch Trịnh Phương đã cho chị lên đây ăn mừng thành công. Và Loan xin là chúc mừng thành công của em Huệ, em Hòa và tất cả các anh chị em chúng ta. Xin chúc cả nhà chúng ta có một ngày tràn đầy năng lượng. Loan cũng nhân đây cho Loan được gửi lời biết ơn tới chủ tịch Trịnh Huy Nguyễn Diễm, những con người vô cùng tuyệt vời đã tạo nên môi trường này. Và xin gửi lời biết ơn đến tất cả các chủ tịch đã chia sẻ những bí kíp giúp cho Loan thành công, nối tiếp thành công. Và ngày hôm nay khi mà Loan lên đây để ăn mừng thành công của mình thì nó có rất nhiều những cảm xúc, rất nhiều những thành công. Và thành công của Loan thì nhiều lắm, thật sự là rất rất là nhiều luôn. Từ khi mà Loan được biết đến câu lạc bộ thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống của Loan hoàn toàn thay đổi, bước sang một trang mới. Một trang mà trước đây Loan cứ nghĩ rằng mình đang nằm ở trong mơ. Vì sao như thế? Vì cái thứ nhất, đó là trước khi mà biết đến câu lạc bộ thì Loan là một người xuất phát điểm của Loan là một người thợ may. Loan chính vì rất là khao khát giàu có thành công và Loan loay hoay trên rất nhiều những cái lĩnh vực khác, nhưng mà Loan chưa có được cái sự thành công. Và khi Loan được rất là hạnh phúc khi mà được em Vũ Hoa giúp cho Loan biết đến môi trường câu lạc bộ này, thì Loan đã bước chân đến môi trường câu lạc bộ này và Loan đã được học những cái tư duy của chủ tịch Trịnh Huy Nguyễn Diễm và các chủ tịch trong câu lạc bộ. Loan đã được học những cái cách làm thế nào đó để chúng ta có một ngày mới, một ngày mà đón nhận tất cả những cái năng lượng tuyệt vời nhất. Và khi mà Loan áp dụng những cái điều tuyệt vời đó thì Loan đã có rất nhiều những cái sự thay đổi. Và Loan cũng muốn chia sẻ cái mới nhất của mình, cái cảm nhận mới nhất của mình ở đây. Đó là cái buổi đi offline vừa rồi. Cái buổi đi offline vừa rồi thì Loan rất là hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà chính cơ thể của mình đã được trải nghiệm tất cả những quy trình và mình đã làm rất là xuất sắc. Và hạnh phúc thứ hai nữa, đó là Loan đã nhìn thấy tất cả những anh chị em đồng hành cùng với mình, 10 anh chị em đồng hành cùng với Loan, tất cả mọi người vô cùng hạnh phúc khi mà trải qua tất cả những quy trình một cách rất là xuất sắc. Mọi người đã được chạm tới con người phi thường bên trong của mình và nhìn thấy những giọt nước mắt của các anh chị em đã được chữa lành trong con người của mình. Nhìn thấy giọt nước mắt của những anh chị em khi mà nghĩ tới những cái mục tiêu của mình xa hơn. Các chị em đã có cái niềm tin vào cái con đường lựa chọn này. Thì đó là cái điều mà nó thật sự rất là hạnh phúc ở đây. Và khi mà đến cái buổi offline đó thì Loan đã cảm nhận được một cái trường năng lượng vô cùng tuyệt vời. Một cái trường năng lượng mà không ở đâu có được. Bởi vì bản thân Loan thì hầu như những quy trình này thì Loan đã được học ở những nước phát triển bản thân khác. Và Loan cũng đã làm quy trình rồi. Nhưng mà để chạm tới con người phi thường bên trong như ở câu lạc bộ của mình thì không có được. Và những quy trình ở đây vô cùng xuất sắc, vô cùng tuyệt vời. Những quy trình ở đây khi mà mình được chạm tới con người phi thường bên trong của mình thì mình đã hiểu được vì sao mình phải trở nên thành công và giàu có. Mình đã tin vào cái con đường mình lựa chọn, tin vào chính bản thân mình rất rất là nhiều. Đó là một cái mà Loan thật cảm nhận được. Và Loan thật sự rất là hạnh phúc và biết ơn tất cả những cái điều đó, biết ơn cái trường năng lượng đó và biết ơn những cái quy trình đó. Và khi mà Loan thấy được rằng ở khi mà đến buổi offline đó thì Loan nhìn thấy được cái tình cảm, những cái tình cảm chân thành của tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ đã khi mà gặp nhau, chúng ta rất là hào hứng gặp nhau, coi nhau như người thân. Thì đó là cái môi trường mà nó thật sự rất là hạnh phúc.
Và Loan hạnh phúc khi mà nhìn thấy tất cả những anh chị em trong cái phòng, cái buổi offline đó, ai cũng rất là hừng hực khí thế, ai cũng rất là năng lượng. Chính vì những cái điều đó mà Loan cảm thấy nó rất là hào hứng, rất là sung sướng khi mà cho đến bây giờ thì cái cảm xúc đó nó vẫn còn đang trọn vẹn ở trong mình. Và Loan hạnh phúc khi mà được nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của tất cả các anh chị em. Bởi vì bản thân Loan khi mà đến với câu lạc bộ thì Loan là một người rất là khao khát giàu có thành công, nhưng mà Loan chưa biết cách làm thế nào đó để giúp cho mình đạt được những cái mục tiêu mình mong muốn. Và khi mà Loan bước chân vào câu lạc bộ thì Loan cũng như tất cả những anh chị em đã chia sẻ, bản thân gia đình của mình cũng chưa thực sự happy trong mối quan hệ vợ chồng, con cái thì cũng chưa thực sự tự giác học tập và nghe lời cha mẹ, kinh tế gia đình thì cũng chưa đạt được những cái điều mình mong muốn. Và khi mà Loan bước chân đến câu lạc bộ thì điều đầu tiên Loan được học đó là Loan đã được làm chủ cái tâm thân trí của mình, và Loan đã biết học cách làm thế nào đó để xây dựng những cái mối quan hệ của mình được hoàn hảo, được hạnh phúc. Chính vì khi mà Loan được xây dựng cái mối quan hệ hoàn hảo hạnh phúc thế như thế, thì cái hôm buổi offline vừa rồi Loan vào miền Sài Gòn, vào trong cái buổi offline đó thì Loan đã được chồng hào hứng chào đón một cách rất là tuyệt vời. Thì đó là cái thành công đầu tiên của Loan khi mà đến với buổi offline, khi mà đến với câu lạc bộ, đó là cái mối quan hệ vợ chồng đã được vô cùng happy, vô cùng hạnh phúc. Đấy là cái thành công đầu tiên của Loan. Và một cái thành công tiếp theo nữa của Loan, đó là khi mà Loan được biết đến câu lạc bộ thì Loan đã hiểu được vì sao trước đây con của Loan chưa nghe lời. Và Loan đã tự chịu trách nhiệm với tất cả cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm với những cái hành động, những cái thói quen mà trước đây Loan đã làm. Và bây giờ Loan hoàn toàn thay đổi mới. Và vì chính vì thế, và con của Loan đã trở thành một con người như Loan mong muốn, đã trở thành một phiên bản tuyệt vời nhất mà con đã tự tác học tập, đã có những định hướng tương lai rất là tuyệt vời. Thì đó là thành công thứ hai của Loan. Và thành công thứ ba của Loan, đó là trước đây thì Loan khao khát thành công. Vì thế cho nên là Loan đã rất là đi học nhiều những lớp phát triển bản thân, và Loan đã tham gia vào những cái môi trường kinh doanh để làm thế nào đó giúp cho Loan có thể gia tăng thu nhập. Nhưng mà Loan loay hoay, nhưng mà Loan chưa đạt được kết quả đó. Và khi mà Loan bước chân vào câu lạc bộ thì Loan đã được học những chiến lược kinh doanh ở trong lớp doanh nhân trọng tay hóa vàng. Và khi Loan được vào cái lớp doanh nhân trọng tay hóa vàng thì Loan được học những cái chiến lược kinh doanh đó. Loan đã được học những cái tư duy mới, kỹ năng mới, cài đặt lại những tư duy kỹ năng mới của những người giàu có thành công. Nếu như Loan hiểu được rằng vì sao mình chưa giàu có thành công, mình chưa có được những cái thói quen của những người giàu có thành công, mình chưa có được những cái chiến lược kinh doanh của những người giàu có thành công, và Loan được học những cái chiến lược ở trong lớp doanh nhân trọng tay hóa vàng, Loan được học những cái chiến lược, những cái kỹ năng đàm phán để bất cứ một cái khách hàng nào, những cái đối tác nào, những cái thương vụ làm ăn nào thì Loan cũng đều có những cái dùng cái chiến lược, cái kỹ năng đàm phán đó, thì Loan dùng cái kỹ năng đàm phán đó thì Loan đã rất là thành công trên những cái chiến lược kinh doanh đó. Và Loan được học marketing, Loan được học cách bán hàng đỉnh cao bằng tiềm thức, Loan được các chủ tịch, được những cái doanh nhân thành đạt thì người ta đã bắt tay chỉ việc và giúp cho Loan từng bước để thành công, nối tiếp thành công. Chính vì Loan được học tất cả những kỹ năng đó và Loan hiểu được rằng trước đây vì sao mình chưa thành công, và ở môi trường này Loan đã thành công, thì Loan hiểu được rằng đây là thì ra đây khi mà mình thành công, cái sự thành công của mình không phải là chỉ có mỗi cái sự nỗ lực, mình cố gắng nỗ lực bản thân mình làm rất là nhiều, không phải như thế mọi người ạ. Trước đây thì cái tư duy của mình ấy, mình chỉ hiểu rằng đúng không, mình tìm được một môi trường, một công việc cũng là xu thế đây, và mình chỉ cần nỗ lực, mình chỉ cần mỗi một ngày mình cố gắng nhiều hơn thì mình sẽ thành công. Nhưng bản thân Loan đã cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng cái thành công không hề có. Và khi Loan đến đây, Loan hiểu được rằng những cái chiến lược hoàn toàn khác nhau. Vì sao người giàu có thành công, họ thành công được thì nó phải có chiến lược của nó, nó phải có kỹ năng. Và chính khi Loan được học tất cả những cái điều đó thì Loan đã có rất nhiều những cái thành công trong cái môi trường này, trong cái ngành, trong công việc kinh doanh của mình. Vì thế từ một người mà thu nhập đâu đó thì khoảng tầm 20 triệu một tháng, tất cả các khoản thu nhập cộng lại, thì sau khoảng tầm 2 tháng đến với câu lạc bộ, Loan đã gia tăng thu nhập gấp 7 lần, và cho đến thời điểm hiện tại thì Loan đã gia tăng thu nhập gấp 10 lần. Wow. Cái ngành kinh doanh của Loan, cho tất cả những công việc kinh doanh của Loan, thì đấy là cái điều mà Loan thật sự rất là hạnh phúc. Nhưng một cái điều hạnh phúc hơn ở đây không phải là Loan cho một mình bản thân Loan, mà Loan đã giúp được cho những anh chị em đồng hành cùng với Loan. Có những người thu nhập gấp rất rất nhiều lần chứ không phải 10 lần như Loan. Như một cái bạn mà đồng hành cùng với Loan ở đây, bạn ấy từ khi mà
được vào học chiến lược kinh doanh ở trong câu lạc bộ, học về kỹ năng đàm phán ở câu lạc bộ, thì bạn đã có lợi nhuận từ khi bước chân vào câu lạc bộ khoảng tầm 5 tháng, bạn đã có lợi nhuận trong cái ngành kinh doanh này gấp khoảng hiện tại cho đến bây giờ khoảng tầm gần 10 tỷ. Mọi người ạ, vô cùng hạnh phúc khi mà mình không phải cho bản thân mình mà mình đã giúp được cho những người đồng đội của mình, họ có rất nhiều thành công và nó đã giúp cho những anh chị em, người ta có những cái mối, giúp được những cái mối quan hệ rất là hoàn hảo, giúp được công việc của chồng các bạn ấy nó rất là tuyệt vời luôn. Nếu như các bạn ấy bây giờ mà kể là cái sự thành công thì các bạn ấy không phải thành công như Loan đâu, các bạn có thể kiếm ra được 1 triệu đô rồi. Đó là cái sự thành công của Loan ở đây. Vì thế cho nên hôm nay thật sự nó rất là biết ơn cái môi trường này. Một cái môi trường này không phải giúp cho bản thân Loan đã thành công trong mối quan hệ của mình, trong gia đình của mình, trong cái ngành, trong cái công việc kinh doanh của mình, trong cái gia tăng thu nhập của mình, trong cái mức độ tiền mà mình mong muốn. Và Loan thành công ở đây đó là Loan đã giúp được cho rất nhiều anh chị em thành công trong những cái lĩnh vực của mình. Họ đã có rất nhiều kết quả. Họ có điều, đấy là cái điều mà nó rất là hạnh phúc. Và Loan rất là tin tưởng vào cái môi trường này, vào cái câu lạc bộ và những cái chiến lược kinh doanh này. Và ngày hôm nay Loan cũng muốn gửi đến những cái thông điệp tới tất cả những anh chị em. Nếu như anh chị em nào chúng ta cũng có những mong muốn khao khát như Loan, cũng có những cái sứ mệnh lớn, chúng ta mong muốn giúp cho bản thân mình và giúp cho những người đồng đội của mình, những cái người đi cùng với mình, người ta có được những cái kết quả tuyệt vời, thì chúng ta hãy bước chân vào cái lớp doanh nhân chặn tay hóa vàng. Hãy cho phép mình thay đổi tư duy, hãy cho phép mình nâng tầm cái phong cách sống của mình lên để mình trao được nhiều giá trị, để mình giúp đỡ cho nhiều con người. Và bản thân Loan thì Loan khao khát giúp được cho 10.000 anh chị em trở thành triệu phú cho năm 2024. Và Loan rất là khao khát điều này và Loan tin tưởng vào điều này. Vì thế Loan tin vào con đường này và Loan muốn mang những cái kết quả của mình ra đây để cũng truyền cảm hứng để anh chị em nào chúng ta chưa đủ niềm tin thì chúng ta hãy trải nghiệm, chúng ta hãy cho phép mình bước vào môi trường này, trải nghiệm trên chính cơ thể của mình và hãy học tập đồng hành một cách nghiêm túc, chắc chắn chúng ta sẽ có được một kết quả tuyệt vời. Dạ. À, xin cảm ơn chị. Cả nhà ơi, hãy gửi lời cảm ơn và chúc mừng chị Loan. Cả nhà truyền năng lượng cho chị Loan hoàn thành xuất sắc mục tiêu tháng 3 nha. 1, 2, 3 nha. Chúc mừng chị Loan, quá tuyệt vời luôn. Và như anh chị cũng muốn thu nhập của mình trung bình mỗi tháng 200 triệu ạ. Hãy high five với chính mình và nói rằng tôi là doanh nhân chặn tay hóa vàng. Yes. Không những thế mà còn giúp được cho rất là nhiều anh chị cũng thành công. Quá tuyệt vời luôn chị Loan. Quá xuất sắc đúng không ạ? Đó gọi là cái cấp độ lãnh đạo các anh chị. Đó gọi là cấp độ lãnh đạo, có nghĩa là các anh chị đã làm được và các anh chị biết cách chỉ dẫn, hướng dẫn lại cho người khác cũng làm được. Thì đó là cái cấp độ lớn hơn, đó cấp độ lãnh đạo. Và các anh chị cũng học được cái điều này trong chương trình Doanh nhân chặn tay hóa vàng ạ. Hiểu không ạ? Các anh chị làm được cho chính mình và chúng ta cũng biết cách để chỉ cho những người xung quanh của mình, đặc biệt các anh chị nào làm đội nhóm. Các anh chị nào làm đội nhóm thì chúng ta cần phải có những cái chiến lược như thế này. Chứ mình làm được rồi nhưng mà sao đội nhóm mình rất lên rất xuống, đó là khi mà các anh chị chưa có, đúng không ạ? Chưa có ok thì các anh chị chưa có dễ dàng và giúp đỡ được cho tất cả các anh chị nhà mình ha. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ dừng ở đây. Rất là biết ơn tất cả các anh chị đã cùng ngồi với Phương tới giờ phút này. Hôm nay là cuối tuần nên thành ra các anh chị cũng dành nhiều thời gian hơn để mà chúng ta lắng nghe những cái chia sẻ, những cái thành công. Và xin chúc cho tất cả các anh chị sẽ càng ngày càng phát triển trên những cái lựa chọn, những cái chiến lược của mình. Chiến lược thì Chủ nhật là ngày mai là các anh chị học chương trình 60 ngày. Sẽ học về những cái chiến lược mô hình kinh doanh. Thì các anh chị tham gia để chúng ta cùng có cái thông tin, có sự hiểu biết, có cho mình cái lựa chọn. Còn anh chị nào mà chúng ta đang kinh doanh rồi, các anh chị đang phát triển kinh doanh rồi, thì các anh chị học chương trình Doanh nhân chặn tay hóa vàng để chúng ta học chiến lược, đúng không ạ? Chiến lược kinh doanh ha. Đó, rất là biết ơn tất cả các anh chị. Và các anh chị nào mà học thì các anh chị nhắn cho người chủ nhóm hoặc là nhắn cho nhóm học tập thì sẽ được hỗ trợ định hướng cho các anh chị. Vậy rồi. Rất là biết ơn tất cả các anh chị và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành cái quy trình phép màu sáng ngày hôm nay. Phương nhờ tất cả các chị nhóm gửi lại câu nói phép màu vào trong nhóm học tập. Anh chị nào chúng ta có thể thực hành thêm. Dạ. Và những anh chị nào mà chúng ta có thời gian thì chúng ta ngồi xuống viết ít nhất 10 điều biết ơn mỗi buổi sáng. Anh chị nào chúng ta bây giờ chưa có sắp xếp được thời gian thì các anh chị cứ đi làm công việc của mình. Nhưng mà các anh chị cũng phải sắp xếp làm. Chúng ta viết lòng biết ơn sáng tối để mà mình nâng cao cái tần số thu hút của mình ha. Dạ, rất là biết ơn tất cả các anh chị.